Hôm nay chúng tôi mời bà con cùng trải nghiệm máy khoan đất Takeo TK2.5B khoan đất trồng cây lâu năm trong vườn cà phê. Vườn cà phê này thì có rất là nhiều cỏ và rễ cây lâu năm, đất đỏ ba gian rất là cứng. Với mô hình xen canh xen cư, khoan lỗ trồng cây, khoan trụ hàng rào, khoan trụ tiêu mà chúng ta đào bằng tay thì rất là vất vả và mất nhiều thời gian. Thì hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến bà con máy khoan đất Takeo TK2.5 đang khoan với mũi khoan đường kính 30 cm, chiều rộng và độ sâu là 80 cm. Ngoài máy có thể khoan được mũi đường kính 30 thì máy có thể khoan được các đường kính mũi 10, 15, 20, 25.